Bây giờ là bài 53 tương ứng với phần 1 bài 24 quyển 2 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Trước tiên là từ đánh. Tả. Tả. Âm Hán Việt là đả. Đánh người rồi. Tả rấn lọ. Tả rấn lọ. Có thể đánh được không với ý hỏi sự cho phép dùng khứa ý. Khứa ý tám á. Khứa ý tám á. Bây giờ là từ thái cực quyền. Thái chí quyền. Thái. Thái. Chí. Chí. Quyền. Quyền. Thái chí quyền. Thái chí quyền. Đánh thái cực quyền. Tả thái chí quyền. Tả thái chí quyền. Cực kỳ thích đánh thái cực quyền. Phi chẳng xí khoan tả thái chí quyền. Phi chẳng xí khoan tả thái chí quyền. Biết đánh thái cực quyền. Hội tả thái chí quyền. Hội tả thái chí quyền. Không biết đánh thái cực quyền. Bú hội tả thái chí quyền. Bú hội tả thái chí quyền. Bạn biết đánh thái cực quyền không? Nǐ huì dǎ tài qí quán ma? Nǐ huì dǎ tài qí quán ma? Không biết, bạn thì sao? Bú huì, nǐ nè? Mình cũng không biết, bạn có muốn học hay không? Wǒ yě bú huì, nǐ xiǎng bù xiǎng xuě? Muốn học. Xiang xue. Mình cũng muốn học. Wo ye xiang xue. Nghe nói giáo viên thể dục dạy thái cực quyền. Tin shuo tí yu lao shi jiao tai qi quan. Tin shuo tí yu lao shi jiao tai qi quan. Bây giờ là từ tuần sau, nguyên văn là hạ tuần, dưới tuần. Xia xing chi. Xia. Xia. Xing. Xing. Chi. Chi. Xia xing chi. Xia xing chi. Thứ hai tuần sau, nguyên văn là dưới thứ hai. Xia xing chi yi. Xia xing chi yi. Thứ ba tuần sau. Xia xing chi er. Xia xing chi er. Chủ nhật tuần sau. Xia xing chi rì. Xia xing chi tiên. Nghe nói giáo viên thể dục tuần sau dạy thái cực quyền. Tin shuo tí yu lao shi xia xing chi jiao tai qi quan. Tin shuo tí yu lao shi xia xing chi jiao tai qi quan. Báo danh, hãy nghe và nhắc lại. Bảo mình. Bảo.
bảo, miếng, miếng, bảo miếng, bảo miếng, báo danh học thái cực quyền, bảo miếng xuế thái chí quyền, bảo miếng xuế thái chí quyền. Chúng mình đi báo danh đi. 我们去报名吧. 我们去报名吧. Hãy nhắc lại từ đầu, bạn biết đánh thái cực quyền không? 你会打太极拳吗? Không biết, bạn thì sao? 不会,你呢? Mình cũng không biết. 我也不会. Bạn muốn học hay không? 你想不想学? Muốn học. 想学. Mình cũng muốn học. 我也想学. Nghe nói giáo viên thể dục tuần sau dạy thái cực quyền. Chúng mình đi báo danh đi. 我们去报名吧. 我们去报名吧. Ừ, được. Hảo. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên giao dịch. Yến Dệ Yến. Di động của thư ký Lâm. Lín Mì Su đờ sầu chi. Đen, đỏ, xanh lam. Khây, khúng, lán. Gần đây vừa. Dễ chỉnh căng. Gần đây vừa khai giảng. Dễ chỉnh căng khai xuế. Cửa hàng. Sang tiện. Luôn ở ký túc xá. Tổng tại xu sở. Công viên. Công viên. Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Chỉ cần một trang điện thoại khả. Một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Một chiếc áo phao này vừa tốt vừa rẻ. 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 Béo, gầy hay rộng, chật. Phấy, sầu. Năm sau nữa. Minh niên, hậu niên. Vừa hay là sinh nhật. Trời hào sư sinh nhật. Nhất định đi, chắc chắn đi. Ý định chỉ. Sau bữa cơm trưa. 午饭以后, leo núi, 爬山. Mời cả nhà bàn luận một chút sở thích của bản thân. Xin đại gia thán thán tự chỉ thân ai hào.
thời gian rảnh. Dễ yu sử chiên. Vẽ tranh. Hoa hoa. Một cái sân bóng đá. Yí cửa chú chiếu chẳng. Làm phiền mình hỏi thăm một chút. Lão giả, wǒ dǎ tìng yǐ xiǎ. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân Dân. Zài hè pīng gōng yuán hě rén mín guáng chǎng zhōng jiān. Chủ nhật. Xīng qī tiān. Đã rất muộn rồi. Yǐ jīng hěn wǎn lǎo. Người lái xe taxi. Chú zú chē sī jī. Nói với tôi. Đuǐ wǒ shuō. Mua vé cho tôi. Gěi wǒ mái piào. Thôi, có mỗi một tệ. Nguyên văn là, thôi rồi đi, mới một tệ. Xoàn là bà, cháy khoải. Không cần tiền. Bú yào chén. Cổng trường. Xuế xào mấn khẩu. Nhưng mà chỉ biết nói. Khờ sư chỉ huệ xua. Nói rất nhiều lời. Xua hẳn đua hỏa. Đánh thái cực quyền. Tả thải chí quyền. Tuần sau đi báo danh. Xa xinh chi chú bảo mình.